Tăng cường hoạt động trải nghiệm giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về quân đội, vun đắp tình yêu quê hương đất nước. Thời gian gần đây, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ động phối hợp với các trường học, hội đoàn thể tổ chức các chương trình học kỳ quân đội, một ngày làm chiến sĩ. Thông qua các hoạt động thú vị, các em không chỉ có được khoảng thời gian ý nghĩa mà còn trưởng thành hơn về nhận thức lẫn hành động. Đại đội pháo binh 37, ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu ngày cuối tuần, khuôn viên đơn vị sôi nổi và nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của nhiều thiếu nhi đến tham gia chương trình Chúng Em Là Chiến Sĩ. Ngoài việc được tìm hiểu về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, về công việc của các chú bộ đội, các em còn được chỉ dạy nhiều kỹ năng, đức tính của một quân nhân. Phải theo các chú bắn điều khiển pháo và xếp gọn giường. Tham gia chương trình chúng tôi là chiến sĩ thì là con đã học được một cái điều là phải cẩn thận, kỷ luật tốt. Giới thiệu cho các em về các cái chế độ trong ngày, trong tuần cũng như là những hoạt động chính của đơn vị để cho các em nắm được cũng như là tạo ra những cái sân chơi lành mạnh, cũng định hướng cho các em về thực hiện nhiệm vụ mà bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Thôi thúc các em có những động cơ phấn đấu học tập rèn luyện để phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội sau này. Hào hứng là tâm trạng của các em học sinh huyện Đất Đỏ khi lần đầu tham quan trải nghiệm tại Radar 261, làm quen với các bài học điều lệnh và đặc biệt là được tận tay thử sức gấp xếp nội vụ. Khi mà chúng ta được tham gia một ngày làm chiến sĩ sẽ giúp chúng ta hiểu biết rõ hơn về cuộc sống hàng ngày của các chú ở nơi đây. Khi mà vào đây thì sẽ được các chú hướng dẫn cho cách xếp nội vụ, rồi cách để đi đều, rồi nhiều thứ khác. Hoạt động trải nghiệm quân đội tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các trường học, tổ chức đoàn hội đội, tổ chức thường xuyên, nhất là vào dịp hè. Từ năm 2023 đến nay, đã có gần 10 chương trình được tổ chức, thu hút hơn 1.000 em học sinh tham gia. Dạ, em thấy các chú chiến sĩ rất là chăm chỉ và kiểu là cố gắng để làm tốt được những nhiệm vụ. Em học tập được các anh chiến sĩ là mình phải cố gắng trong những việc và phải rèn luyện cái tính tỉ mỉ. Hôm nay á là mình có được trải nghiệm về các chú bộ đội đến tham quan doanh trại, thì các con cũng sẽ biết được là các cách các chú được thực hành cũng như là công việc thực tế của các chú như thế nào, thì em cảm thấy rất là bổ ích, và cũng như là các con cũng sẽ được có thêm rất là nhiều cái kiến thức trong để áp dụng trong cuộc học, trong việc học cũng như là trong cuộc sống sau này. Những trải nghiệm được các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức phù hợp với độ tuổi nhận thức, giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt, học theo, qua đó xây dựng nền nếp học tập, sinh hoạt khoa học, kỷ luật, đồng thời nuôi dưỡng trong các em tình yêu quê hương, đất nước, yêu những con người đã và đang từng ngày cống hiến sức lực, hy sinh bản thân để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ nền hòa bình, độc lập của Tổ quốc.